Hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Các bác nhìn thấy nhà ông có quả chanh leo đẹp chưa? Wow, to tròn, trồng neo hẳn lên trên tầng 2 các bác này. Nấm quả dã man, đấy các bác nhìn chưa? Nhiều quả thôi rồi luôn, nó còn trèo tận trên cái mái trên này. Đấy, đây quả này. Ô chanh leo đẹp nhỉ? Trồng tại nhà. Rất là phê. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một cái bài mồi mà chuyên để đánh chép các bác nhé. Bài mồi đánh chép thì vô cùng nhạy, nhưng mà cái nguyên liệu của nó thì nói chung là nó chỉ cái mùa này mới có thôi. Nguyên liệu chỉ mùa này có các bạn. Đây, giờ em hướng dẫn các bác cách làm sao phối mồi để đánh chép vào cái mùa nóng bức này nhé. Thì cái đợt vừa rồi video của em ra đa phần này em làm về bài mồi tổng hợp á, tổng hợp đánh được trôi chấm chép rô phi. Đó, nhưng mà hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác làm sao để đánh được mỗi chép không đấy. Bài mồi này cực kỳ nhạy với mấy chép. Thì bây giờ các bác phải nên nhớ rằng con chép ấy thì nó thích ăn thứ nhất là tanh này, thơm này và chua. Đó, còn nếu mà các bác thiên về tanh quá thì đa phần ở rô phi ăn này, chua quá thì đặc biệt là con trôi rất thích ăn trôi mới chấm cỏ. Đấy, chép nó cũng ăn nhưng mà cái ăn kiểu là nó ăn ít ấy, nó không ăn nhiều. Ví dụ các bác mồi lâu quá, mồi ủ em ủ lâu quá nó chua quá này, đa phần các bác sẽ đánh được chui mới chấm cỏ. Đó. Thì làm sao mà tạo ra cái bài mồi chung là đánh được đa phần ở cá chép. Thì các bác nhớ này, chép thì rất thích ăn là thơm, đặc biệt là thơm của hoa quả nhá. Thơm của hoa quả này, hơi có vị hơi chua này, hơi tanh. Đấy. Thì đây nguyên liệu của nó các bác này. Các bác sử dụng cái loại này, cái loại này chuẩn bài nhất các bác này, nên sơ mít của mít mật các bác nhá, rất là ngọt và rất là thơm. Cái này chỉ mùa này mới có này. Bởi vì sao trước kia em không giới thiệu các bác cái bài mồi này sớm hơn, bởi vì chỉ có mùa này mới có cái loại mít này. Nếu các bạn nhớ là phải mít mật nhé, còn mít dai thì cái sơ của nó đấy nó rất là dai mà nó độ thơm không bằng cũng được, nhưng mà cái độ thơm của nó không thể bằng mít mật đâu các bạn. Các bạn nhìn xem. Cái sơ này còn rất là ngọt luôn. Các bác nào mà sành điệu tí chưa hẳn quả mít mà đi mà làm mồi đi câu để cực kỳ nhạy luôn. Đó, nhưng mà mình không có điều kiện thì làm sơ đi các bạn này. Rất là thơm. Thì em sẽ hướng dẫn các bác làm sao phối mồi để đánh độc cá chép nhé. Đấy, cái mồi này là cực kỳ nhẹ mới chép này, nhưng quan trọng là phải phối được mồi. Đó. Đây, trước tiên anh em nhé. Trước tiên là mình phải có nguyên liệu, đó chính là ngô các bác ạ. Ngô. Để cắm ngô các bác. Thì để tiện ngày mai em cũng đi săn hàng, nên là nay em mới làm video các bác xem. Này. Mẹ thế này. Thứ hai là em cái mít này em phải căn rất là lâu rồi. Căn đi săn cá chép thì phải căn cái thời điểm và cái thời gian các bạn. Thời điểm là cái thời điểm mà mùa này các bác này. Mùa này các bác xem nhìn thời tiết nhé. Đây, em được báo thời tiết là ngày mai trời mưa. Chỉ có trời mưa thì đánh cá chép mới là nhạy. Còn bình thường những các bác trời nắng hay là những ngày bình thường các bác đi đánh thì may ra thì gặp được 2-3 con. Em thật là may ra gặp 2-3 con, nhưng khi mà các bác thấy trời mưa rào nhé, còn là sau cơn mưa nước đục ấy thì bác đi câu đa phần là chép có nổ, mà cuốn sẽ cầu rất nhiều chép. Đấy, cầu rất nhiều chép chứ không phải là 1-2 con đâu. Đấy, em lựa chọn là đúng cái thời điểm này. Đấy, thời tiết nó ưu ái này, ngày mai em xem dự báo thì là mưa rào này. Đấy thì lại có mít thì em để tủ lạnh rất là lâu rồi, để chờ cái thời cơ ngày mai đi săn hàng, thì tiện đây mới làm được cái video này cho bác xem. Đó, không phải video nào em làm ra cũng cứ tào lao toàn lao này. Cứ đến mùa này mùa kia đâu, phải đến đúng thời điểm mà đi câu. Thứ hai là săn được hàng cho anh em xem thì chứng minh cái bài mồi các bác đảm bảo là cái câu cực kỳ nhẹ các chép luôn. Đó, ngô quá nhá, ngô chuẩn nước sôi cho chín lên. Để em cho nước sôi này, mai em đánh đục đánh ổ các bạn. Đấy, các bác mà đi săn cá chép vào ngày mai tuyệt vời. Nếu mà các bác ở Hải Phòng ngày mai trời mưa rồi, nước sôi rất là bỏng luôn, mà sao mà dội đây không thấy nó bay hơi. Trời này nóng bức ạ, nóng mãi từ nọ này thì mới thấy có cơn mưa của chứ nào bắn ra ngoài đâu. Trước đa phần này em đi câu tổng hợp, bởi vì những ngày bình thường này nếu mà mình đi câu cá chép thì chỉ được khoảng 1-2 con này. Đấy, là em không thích câu, em thích câu tất cả cơ. Rô phi chấm chuồi đen này. Chấm đen anh em phải nhớ là dùng mồi cắm viên nhá. Mồi đấy là nó để cho cá nuôi cá chấm đen ấy, mồi đấy nhạy chấm đen lắm. Nọ vác đi đánh hồ ăn thử lên vài con liền. Đây nhìn nhá.
Mình giờ mình cho chua, cho chua, còn mùi của chua thì bác nhớ là cho nó vừa vừa thôi. Đấy bác nhìn. Bác nhìn mùi này rất là chua, nhưng mình mới cho vừa vừa thôi. Nếu mà cái này, cái cắm ngô của mình ấy mà là hai phần thì cho này một phần nữa bác. Nó không cho nhiều quá, chua quá là trôi nó vào mấy đồ phí nào ăn ấy. Chứ chép nó ít vào ấy. Đó, cái này hai phần thì cho này một phần nữa bác. Đấy. Còn sơ mít nhé các bác nhé. Sơ mít các bác cho bao nhiêu cũng được. Cho làm sao nó vừa tầm mình bóp chỗ nào quả mồi ấy cũng thấy con sơ mít là ok nhất. Bởi cái này nó thơm lắm, cá cực kỳ thích ăn luôn. Người ăn thích mà. Đó, bây giờ anh em mày bóp nó nhuyễn hết à. Này vừa em chưa nọc hạt. Các bác nhìn nhá. Cái loại này thì đánh cá chép tuyệt vời luôn. Chép mấy chấm cỏ, đặc biệt là chép chấm cỏ. Còn chấm đen mê trôi này, nếu mà cho cái loại vào nó ít khi gặp trôi lắm. Nếu có gặp trôi đa phần là các bác cho chua nhiều quá thì sẽ gặp trôi thôi. Đấy, chả tách hạt đấy, mai đánh ổ thì mai đánh ổ thì em cho luôn cá này vào các. Mít chín này thơm lắm. Em có một cái cách mà các bác đi đánh mồi ổ mà muốn đánh trôi mấy chấm cỏ đấy. Cách mà mình không câu rô phi, có nghĩa là tránh được loại cá con ấy. Đấy, em có một cách rất là hay, thì video sau em sẽ giới thiệu bác xem. Nếu bác đi câu thì chỉ gặp cá to thôi, hoặc là móm đấy. Bởi sau những video trước em không giới thiệu bác xem, bởi vì em cho các bác test thử bài mồi em thấy ok, có thấy cá to cá con có hết đúng không? Thì mấy nữa em sẽ cho các bác cái nguyên liệu, một nguyên liệu nó vào thì câu đa phần là chỉ cá to thôi, cá con nó vào nó kinh ngay. Sợ các bác đi câu mà chỗ các bác không có cá to ấy mà câu ấy, cho đến nguyên liệu vào thì lại móm. Còn em thì em cứ câu tất loại nào em câu rô phi chấm trôi chép mè to bé em câu hết. Mình đi câu giải trí là chính nên là loại nào cũng bắt. Còn là nhiều anh em đi câu hồ dịch vụ thì rất sợ cá con ấy, mình có cho cái nguyên liệu đó vào thì các bác sẽ tránh được cá con. Đó. Khi cá con nó vào thì đảm bảo là mình giật liên tục ấy, nó động thành cá to nó chạy hết ngay. Đấy. Bây giờ mùa này các bác tìm loại mít này rất là dễ thôi. Mít mật các bác nhé. Mít mật rất là thơm. Cái này mà các bác xả một ổ ra, kẻ cô đơn câu đài xả một ổ ra xong rồi các bác xay cái này nhỏ đấy. Xong rồi cho bột mì vào, bóp mẹ tất cả nguyên liệu nhé. Xay nhỏ ra, xong rồi bóp mấy bột mì vào là bác câu đơn được đúng không? Đấy. Xả một lượng ổ xuống chát nó vào, cuốn ổ ngay. Mong chờ mãi được cái ngày mai khởi hành quá nè. Đấy, lấy ra làm đẽo con nó. Cái loại này thì các bác đánh ở đa phần đánh ở sông nước ngọt là sẽ là nhẹ nhất. Còn nếu mà các bác đánh ở cái loại nước nợ nước đục thì phải cho thêm tí tanh của tôm bác nhá, nhớ là tanh của tôm. Đó. Bóp đều mùi này bây giờ xào ổ rất ok nha. Nếu mà đánh lục như em thì bác mà xả một chậu này xuống thì chờ khoảng 15-20 phút là cá vào giật phê luôn. Đó. Đấy. Tiện đây em nói luôn các bác nhé, nếu mà các bác là muốn tránh cá con ấy, các bác đừng cho ớt vào làm gì nhé, đừng cho ớt vào mà các bác cho tiêu bắc nhé. Đấy, các bác biết cái tiêu bắc mà mình nấu ăn ấy, cái loại nó cay mà nó cay thơm. Khi anh em mà cho xuống cho tôi bóp vào mồi nhé, ném xuống đảm bảo là cá con nó không dám vào ngay. Đấy, nhớ là tiêu bắc nhé, không phải là bột ớt đâu. Nhiều người cho bột ớt là sai lầm đấy. Bột ớt vào cái cá to nó cũng kinh nhưng nói là cá con. Nhớ là tiêu bắc là các bác sẽ tránh được cá con. Nhưng đấy là mình cho vào mồi xả nhé, bác đừng cho vào mồi trục chính. Nếu mà cho mồi trục chính là cá to nó không dám ăn đâu.
Có nghĩa là bác phối tiêu bắc với lại cái mồi xả ổ của mình ấy, và làm xuống còn mồi trục chính là các bác vẫn câu mồi như bình thường, không cho tiêu bắc. Đấy là câu người ta bảo là cá con chạy hết, chỉ câu được cá to này. Thì cá con khi nó vào ấy, nó sẽ ăn mồi xả đầu tiên, nó không ăn vào mồi chính đâu. Đấy, khi nó thấy mồi xả ấy, nó chạy ngay, còn cá to nó cứ lởn vởn, nó lòng vòng nó sẽ ăn vào mồi chính ngay. Đấy, cứ tăm tăm kiểu như cá to, cái lượng tiêu bắc mình cho vừa phải ấy, thì cá to nó ăn được cả loại đấy. Năn xong tần từ từ nó lao vào, sẽ lao vào mồi chính. Đấy là cái kinh nghiệm là đi câu. Anh em nhìn này, mồi này mới là mồi chuẩn câu chép này. Đấy, đây là mồi xả ổ của em ấy các bác nhé. Còn nếu mà anh em mà câu kiểu câu đơn ấy, câu đơn thì anh em cho bột mì vào nhé, bột mì vào để nó dẻo. Bột mì mới thêm tí, nếu mà ướt quá thêm tí cắm gà hoặc cắm chim đều được, thì mồi sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn nếu mà em câu lục thế này mà em sẽ xả trực tiếp và một lượng nhỏ, em sẽ làm một lượng nhỏ này để em bóc bột mì vào này, bó vào linh. Chúc anh em thành công với bài mồi này nhé. Chắc chắn là liền được trao bạn. Đặc biệt thứ hai là em nói với các bạn này, khi mình đi câu vào cái thời điểm là trời mưa nước đục đấy, mà bác chọn này chỗ nước chảy, nước chảy ở đầu cống mà có một cái đoạn mà nó kiểu nước nó bùng lại bùng lên mà nó không chảy được ấy, nó cứ bùng bùng ấy, câu chỗ đấy mới là chuẩn bài nhất. Đấy, chép chỉ dừng ăn cái chỗ như thế thôi. Chúc anh em thành công với bài mồi của em mà lên thật nhiều hàng, và nhớ vào group Phương Thảo Fishing để theo dõi tất cả các cái bài viết của anh em lên hàng. Chúc các bác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, anh em nhớ là ủ xong một đêm vẫn đi câu nhé, để ủ xong một đêm cho mồi nó được nồng hơn đấy, thì câu sẽ chuẩn bài hơn. Thì các bác nào đã theo dõi em từ đầu đến bây giờ thì nói chung là đến 90% là các bác đã học được cái bài mồi ủ rô của em đi câu rất là ok. Đó, thì anh em nhớ vào group Phương Thảo Fishing để xem các anh em trên đó chia sẻ lúc lên được hàng đấy các bạn. Đấy, cảm giác mà làm bài mồi đi câu mà lên được hàng mới là chuẩn nhé. Chứ mà làm mồi mà cứ tào lao đi câu không đâu thì làm một thời gian các bác sẽ chán làm mồi, mà toàn đi quốc run đi câu, mà đảm bảo quốc run đi câu thì cá toàn rô phi thôi, không bao giờ lên được chép mới chấm khó đâu. Đấy, rất là hiếm lên được, nếu mà run thì em câu cũng lên được rồi, nhưng mà nó hiếm lắm, khó nha. Anh em làm theo bài mồi của em đi câu thì nói chung là 90% là các bác lên được toàn hàng khủng thôi. Đấy, còn 10% còn lại các bác câu những cái địa hình như nhiều kích thủ quá là không lên được hàng thôi. Đó, chúc bác thành công với cái bài mồi của em. Đó, thì anh em có cái kinh nghiệm gì thì em sẽ chia sẻ thật với anh em như thế, và em đi câu được hàng và cái kinh nghiệm của mình đi câu được trước đến giờ như thế nào thì em sẽ chia sẻ cho các bác gọi là chi tiết nhất, để các bác có cùng cái đam mê đấy, cùng sở thích thì đi câu và làm theo. Đó, chung đi câu phải lên được hàng mới phê quá. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh em từ đầu đến bây giờ nhé. Các bác theo dõi em tới bây giờ từ những video đầu tiên mà không bỏ sót video nào của em thì các bác chắc chắn là đã học được cái bài mồi của em rồi. Đó, thì bây giờ sẽ chia sẻ dần các bác hết cái tinh túy của mình, làm sao đi câu cá vào cái thời điểm nào thì là ok nhất này, thời điểm nào là cá ăn mạnh nhất này. Đó, và mồi nào thì trị được con loại nào. Đó, còn đa phần là mọi lần em toàn câu tổng hợp ấy. Nếu bây giờ bắt đầu em mới chia sẻ dần những cái bài mồi chuyên, và bài mồi chuyên cho từng loại cá. Đặc biệt là đợt này thì em sẽ câu về cá chép nhiều hơn, bởi vì em thấy là nhiều anh em đi câu hồ dịch vụ thì thích nhất là câu chấm đen. Em nói thích nhất là câu chấm đen thì có cái bài mồi rớt đốc của em thì đợt này đặt không đạt được, em đặt nó không gửi về. Đó, thì em đã cho anh em cái loại cắm viên ấy. Đấy, các bạn đi câu cắm viên rất là ok nhá. Mồi em mồi đặc trị, cái mồi đấy là mồi nuôi chấm đen các bạn. Nếu chuyên nuôi chấm đen là mồi đấy câu rất là chấm đen, nó ok đi câu hồ này. Nếu bác chỉ làm vài cân là câu là ok rồi, nó hơn ốc của bác rất nhiều. Bởi ốc của các bác câu thời gian là xuống là sẽ thối đáy, còn mồi cắm viên này em không thối đáy. Đó là cái ưu điểm. Đó, thì dần dần các bác sẽ là học hết tất cả các loại mồi về từng loại cá. Rồi, hôm nay là em làm video của em đây kết thúc.